Điện Biên được mệnh danh là mảnh đất bốn mùa du lịch. Ngoài những di tích lịch sử vang danh, du lịch Điện Biên còn thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng và thanh bình, cũng như văn hóa, ẩm thực bản địa. Quý vị thân mến, ngay sau đây hãy cùng Thành Hưng trải nghiệm khu du lịch cộng đồng tại bản Che Căn, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Che Căn được biết tới là bản bảo tồn nhiều giá trị văn hóa Thái cổ ít nơi có được, như kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Thái Đen, trang phục, tín ngưỡng, lễ hội. Ngoài ra còn có các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, rèn, mộc, làm nhạc cụ truyền thống, là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đến với xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Homestay mà Thành Hưng lựa chọn là homestay Phương Đức. Đây là homestay của một gia đình tiên phong trong việc làm du lịch cộng đồng ở bản Che Căn. Hai ngôi nhà sàn kế nhau của gia đình được nâng cấp rồi xây dựng thêm các công trình phụ, mua sắm trang thiết bị đủ phục vụ cho khoảng 50 khách. Gia đình chị Cà Thị Phương trước đây vốn chỉ quen với công việc nhà nông, nhưng từ khi được tham quan mô hình du lịch cộng đồng và nhận thấy bản làng mình cũng có nhiều tiềm năng, anh chị đã quyết định chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo cảnh quan quanh nhà và bắt đầu chuyển sang làm du lịch cộng đồng từ năm 2019. Khách đến thì có thể gặt đúa hoặc gặt đúa của người dân, hoặc là đi bắt qua mò ốc, hoặc là đi chơi các bản Mông, đi rèn dao hoặc giá bánh dày, hoặc là các bạn có thể xuống đồng hồ Pá Khoang đi những chèo thuyền, những chiếc thuyền độc mộc ấy ạ, hoặc là các bạn có thể lên đồi Púc Huất để có thể ngắm được toàn cảnh đồng chảo Điện Biên mình luôn ạ. Ở nhà mình thì có thể nấu những món ăn mang đậm là bản sắc văn hóa của bản mình, thì mà những món cá pình tộp này, món thịt băm cuốn đá này, và những gà nướng này, rất là nhiều những món ngon như thế. Theo lời kể của chị Phương, Thành Hưng quyết định tham gia nấu những món ăn đặc trưng của bản làng Điện Biên. Quý vị thân mến, ở trên vùng núi Tây Bắc với không khí se lạnh như thế này thì không gì bằng chúng ta ngồi bên cạnh bếp lửa và cùng chuẩn bị và cùng chờ ăn những món nướng. Vậy thì sau đây hãy cùng Thành Hưng trải nghiệm một số món ăn nhé. À, chị ơi, em muốn hỏi một chút là mình đang chuẩn bị đây là món gì ạ? Đây là món thịt lợn băm cuốn lá. Thịt lợn băm cuốn lá, và em thấy có cả cá đây thì... Vâng, cá, con cá đây là thế, là chị cũng làm cá nướng. Cá nướng bình tộp ạ? Và em thấy có lá chuối này, em thấy... Lá chuối này thì mình sẽ thể chuẩn bị gói ra thịt băm cuốn lá này, thịt lợn băm cuốn lá. Còn con cá này mình sẽ nướng bình úp lại cho gia vị vào. Vâng, thì mình sẽ sử dụng những cái loại gia vị nào hả chị? Gồm có súp ạ, và ớt. Vâng. Đặc trưng nhất là quả mắc khén. Với những nguyên liệu như vậy thì chắc chắn là món ăn của chúng ta sẽ vô cùng hấp dẫn đây. Xin mời quý vị sẽ cùng Thành Hưng vào bếp nướng nhé. Quý vị thân mến, đây là công đoạn chuẩn bị của món thịt băm cuốn lá nướng của người Thái. Vừa rồi là công đoạn chuẩn bị của cá pình tộp, theo tiếng Thái có nghĩa là gấp lại đúng không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ cùng nướng nhé. Vậy là Thành Hưng đã được trải nghiệm nấu những món ăn đặc trưng của bản Che Căn cùng với chị Phương. Và thành quả là hai món cá nướng pình tộp và thịt lợn băm cuốn lá chuối nướng đã góp mặt trong mâm cơm trưa nay. Có thể nói, ẩm thực là một trong những nét hấp dẫn đối với khách du lịch.
Và với du lịch cộng đồng thì những món ăn của bà con dân bản chính là một yếu tố tạo nên sự thu hút của loại hình du lịch này. Hôm nay, hai vị khách tới từ Cộng hòa Liên bang Đức được tham gia cùng với người dân địa phương nướng gà và cơm lam. Khá thích thú, họ còn được thử nướng chuối và ăn ngay tại bếp. Đây là một trải nghiệm lần đầu tiên họ có được khi du lịch ở Việt Nam. We are just on the way to Laos and we thought well this looks like a nice route and a nice country and a nice city and so we just came here more by luck than by especially choosing that area and yeah so we just arrived here and we were welcomed really 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 nicely and really friendly so yeah it was more by luck than by choosing because we do not know that much about this region of Vietnam but we just want to learn more about that. Oh, this experience, yes. It for us it's nice to see how the people used to prepare their food in the traditional way. So it's usually we don't see how the food is prepared when we eat here. So it's nice to see, especially with the rice in the bamboo, they just told us how they do it. And it's really nice to see. And I mean, for us, it's much different from home where you use the, for example, the whole chicken and you roast it in whole. It's nice to see. Bên cạnh ẩm thực thì một điều đặc biệt của du lịch cộng đồng ở Điện Biên có lẽ là việc được thưởng thức những tiết mục văn nghệ do bà con dân bản thể hiện. Con giai điệu này trông rất là vui vẻ thì không biết là mình hay múa trong dịp nào ạ? Cái này à, để hồi hay lên nhà mới con ạ. À, lên nhà mới là một để hồi để hai để ăn cơm mới. À, ăn cơm mới, lễ nhà mới, ăn cơm mới là lễ hội đúng không ạ? Lễ hội. À, vâng, cảm ơn bà. Bà có thể dạy con một vài động tác để con có thể vào nhảy cùng mọi người được không ạ? Con à? Vâng. Dạ, dạ. Dạ. À, đây, vâng. À, vâng. Đấy. Vâng. Cái này điệu xòe. Điệu xòe. Nhà mới tình thân ái cắm tay vâng. Cái này con ạ. Vâng, à vâng. À, dạ. Ui à. Không chỉ là mảnh đất của các di tích lịch sử, các kỳ quan thiên nhiên, Điện Biên còn là miền đất của những sắc màu văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo, nơi hội tụ của 19 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có nét đặc trưng, tập quán sản xuất, lối sống sinh hoạt và đời sống tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa riêng như lễ mừng cơm mới, lễ tạ ơn cha mẹ, lễ hội cúng bản, lễ hội mừng mưa rơi. Đó là những thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa ở Điện Biên, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách tới thăm, tìm hiểu và trải nghiệm. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc chính là lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch. Đó cũng chính là định hướng của tỉnh Điện Biên trong việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh rất quan tâm phát triển du lịch một cách bền vững, phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Quan điểm phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa bản địa, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc đã làm thay đổi ý thức của người dân, làm sống lại nhiều nét văn hóa đã bị lãng quên. Du lịch cộng đồng phát triển giúp cho những nét văn hóa dân tộc được gìn giữ, phát huy,
và người dân thì có thêm thu nhập. Đội văn nghệ của chúng tôi có 10 thành viên, trong đó là các chị em phụ nữ trong bản. Thường ngày thì chúng tôi cũng đến rừng hái củi, đi ruộng làm nương. Chúng tôi vẫn gìn giữ và phát huy những chuyện điệu múa, xòe, sạp của phong tục Thái. Mỗi khi du khách đến tham quan bản làng du lịch homestay Phương Đức, homestay Mường Phăng thì chúng tôi cũng kiếm được một nguồn thu nho nhỏ để trang trải cuộc sống và cũng để gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Thái Lan. Chúng tôi sẽ để phát triển đội văn hóa văn nghệ theo để nếp cái văn hóa của dân tộc mình, nhất là múa xòe này dệt các công cụ của ấy đấy, cái dệt may các thứ của dân tộc mình ấy đấy, để phát triển định hướng để cho khách tham quan du lịch để được xem, được thưởng thức. Bây giờ trong bản chúng tôi thì cũng đang tìm hiểu các ông cụ già ngày xưa ấy về các phong tục tập quán của mình, nó hiểu về các cái điệu múa văn hóa văn nghệ để dạy cho các lớp trẻ để bảo tồn được cái này nếp sống văn hóa cái của dân tộc để phục vụ khách du lịch. Du khách có nhu cầu tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ở Điện Biên, thưởng thức văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm mua sắm thì không nên bỏ qua các bản văn hóa du lịch. Đó là những điểm đến lý tưởng, rất hấp dẫn du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, sự nhiệt tình, chu đáo của người dân. Đến đây để được thưởng thức những món ăn riêng có của Tây Bắc với hương vị và màu sắc hấp dẫn, được chế biến rất cầu kỳ, nhất là nghệ thuật sử dụng các loại gia vị, nguyên liệu độc đáo như mắc khén, măng chua, lá cẩm tạo nên những món ăn như xôi nếp nương, thịt hun khói, cá nướng, cơm lam và nhiều đặc sản nổi tiếng khác. Du lịch cộng đồng tại Điện Biên hiện tại đang được rất nhiều du khách quan tâm và lựa chọn. Cảnh quan thiên nhiên, con người và cả những món ăn độc đáo mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Tạm biệt Điện Biên, tạm biệt hương vị của những sản phẩm ô cốp và nụ cười của những người nông dân. Hy vọng hành trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị nhiều điều lý thú. Xin kính chào và hẹn gặp lại!